Tiếp theo là combo 85 nha quý vị. Combo này có 5 cái mai chú thủy, 400 bao ship toàn quốc ha. Trung lưu hết nha quý vị. Anh chị em nào mua chuyển trước 100 còn lại shipper thu hộ nha. Tất cả những cái gì mình mua cây sau này mình kinh nghiệm đem về mình đừng có dội bón phân hay là cắt rễ gì hết nha, để y vậy hết đi nha quý vị. Cái sâm hương này nó dễ, còn những cái loại này nó hơi khó một chút sao nha quý vị. Mình về mình để y vậy đi cho nó ổn định đi, nửa tháng tháng đi. Chừng nửa tháng là mình hãy tưới dưỡng rễ 6-7 ngày sau vậy, tuần sau mình hãy tưới dưỡng rễ. Rồi chừng nửa tháng cho lên tháng gì đó là mình tha hồ mình cắt gọt nha. Lúc mà để cho đọt này nó già thiệt già mình mới thoải mái. Muốn cắt ngang bầu hay là gì mình tự lúc đó mình thoải mái. Còn mới đem về để y cái tình trạng này. Cứ đem ra nắng buổi sáng 2-3 bữa như vậy. Buổi chiều đem vô. Rồi vài ngày sau đưa ra nắng luôn. Chứ đừng có để trong mát nha. Về để 3-4 ngày trong mát rồi nó ảnh hưởng lắm á. Thiếu nắng là không được đâu nha. Thiếu nắng mà nước thì dư là nó tèo luôn nha quý vị. Rồi 5 cây 400 xuống luôn.